Cái thú vị tin từ Los Angeles, cô nàng Ginger Spice Gary Halliwell được cho biết đang hẹn hò với nam ca sĩ diễn viên hài Russell Brand. Cả hai được biết đến bởi tài năng, cá tính và cả những khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ tình cảm riêng của họ. Bởi thế, có vẻ như cuối cùng, ngôi sao của Spice Girl Gary Halliwell và ngôi sao Russell Brand đã tìm kiếm được một nửa đích thực khi bắt đầu hẹn hò nhau. Theo tin được rộ lên trong mấy ngày qua, ngôi sao hài kịch và cựu trưởng nhóm Spice Girls đã bắt đầu mối quan hệ khi có dịp gặp gỡ tại buổi lễ bế mạc Olympic London năm 2012 hồi đầu tháng qua. Và có vẻ như Russell Brand vì cô nàng gia vị nổi tiếng này mà bỏ rơi cô bạn gái Isabella Brewster. Một nguồn tin chia sẻ rằng mọi thứ giữa họ càng ngày càng nghiêm túc, có lẽ giờ họ đã là một cặp. Trong quá khứ, họ đã từng gặp nhau vài lần trước khi thực sự bắt đầu hiểu nhau khi cùng tham gia vào sự kiện Olympic London năm 2012. Cặp đôi đã cùng chụp ảnh với các thành viên Spice Girls trong một bức ảnh được Mel B chia sẻ qua Twitter sau lễ bế mạc Olympic. Và ở đó Russell được thấy rất gần gũi và thân mật với Gerry. Russell, 37 tuổi và Gerry, 40 tuổi đã bị bắt gặp vài lần hẹn hò nhau sau buổi biểu diễn sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, nơi cả hai đã cùng tham gia biểu diễn. Cuối tuần trước, cặp đôi mới bị phát hiện dạo chơi ở Hampton Court Palace cùng với cả cô con gái Bluebell của Gerry. Hai ngôi sao gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2007, nhưng họ chỉ mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm, mặc dù Russell cũng mới chỉ phát triển tình cảm với người đẹp Hoa Kỳ Isabella gần đây. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Russell này nở tình cảm với một tên tuổi nổi tiếng tại một chương trình biểu diễn lớn. Anh cũng đã gặp gỡ vợ cũ của mình là nữ ca sĩ Katy Perry tại lễ trao giải MTV Video Music Award. Russell và Katy đã kết hôn hơn một năm sau đó, nhưng cả hai nhanh chóng làm tan nát trái tim nhau. Nam diễn viên hài được cho biết đang nỗ lực tìm lại sự cân bằng tình cảm sau cuộc chia tay dịp Giáng sinh với Katy. Trước thông tin về việc hẹn hò của Russell và Gerry, Russell gần đây đã công khai tình cảm với Brewster và cả hai quyết định sống chung. Đại diện của Russell chưa đưa ra bình luận gì về thông tin hẹn hò của thân chủ mình. Trong khi đó, thì một nguồn tin thân cận với Gerry đã phủ nhận thông tin và cho biết họ chỉ là bạn bè và mới cùng nhau ra ngoài vài lần.